phải đuổi. Lại đây em cho coi cái này nè. Ui, cái này đã lắm. Đây, em cho coi nè. Ui, đó. Ui. Mới bắt dưới kinh đó. Bắt kinh thiệt không cô Bon? Hai mực cà bá bự. Bắt dưới kinh hả? Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn nha. Nè, sáng mình cũng có mua được hai mực cả nhà. Này mực mua bắt dưới kinh nha. Thôi thôi, Mon. Dạ. Giờ mình thả xuống lại đây đi. Thả xuống đi luôn. Thả xuống mình bắt dưới kinh. Mình bắt dưới kinh xuống. Ủa, hai con mực bự hả Mon? Dạ. Cái này lát mình nướng đi anh. Nướng ăn ngoài đồng luôn. Nhìn nè, chà bá bự trắng phiếu à. Sao thấy nghi nghi quá. Sao anh? Nãy thấy giống bắt dưới kinh quá. Anh nhìn anh, nhìn nè. Đó, trời ơi, thấy nó trắng giống như em không? Đâu đâu cầm luôn em anh. Ủa, mực nó bự. Đó. So với mặt em nè. Cái này sáng của Bon cũng có mua được con mực nè cả nhà. Chà bá. Sáng cái này cô Mon mua được con mực á, cái rủ mình đi vô đây á, quay cái món mực nướng, mùi mực nướng ngoài giữa đồng nha cả nhà. Em thèm hổm lại đó. Thèm hổm lại. Đó, cái này cô Mon mua được hai con mực nè cả nhà. Tươi ghê ha. Chà má. Hai con mực này á, tí nữa anh em mình á cắt hai cái đầu này nè. Cái xong mình mổ này ra để mình ướp mình nướng. Ở đây thì cái bụng của con mực nè anh. Cái lát cái mình bỏ mấy con tôm vô. Bỏ mấy con tôm vô hả? Bỏ vô vậy phải không? Đó. Nó hành nhét vô vậy hả? Cái này để tí nữa anh em mình rửa lại. Ở đây thì anh em mình cũng có bầm sẵn mớ ớt với mớ tỏi á. Cái này lát mình ướp nó. Mình ướp, bữa nay anh em mình ướp với sa tế với này. Đây là mực ướp với thịt tôm. Ở đây thì anh em mình cũng có được mớ xoài nè. Cái này lát mình ăn kèm nha. Cái xoài dở ghê luôn. Em nãy dầm nuốt miếng đó. Về để anh cắt mấy con mực ra. Dạ. Lát một tí nữa anh em mình ướp. Đó. Cái này nắm nghĩ ra luôn à. Cũng dễ. Cái này lát cái mình ướp á, yeah. Bành ra cho nó. Cái dễ nướng hả? Đúng rồi. Hai bên nó dày cùi. Này bữa nay ăn mực thiệt nha. Có tôm nữa. Có tôm. Xong cái lát cho nó tắm với gạch tôm. Cái này mình ướp sa tế không nha. Cho sa tế hết vô. Cho nó ngon á. Dạ. Với ở đây thì cho tỏi với ớt vô. Gạch tôm. Cho gạch tôm ra. Lấy cái này lên màu đỏ vậy lắm nè. Có tôm có mực ngon nè Mon. Nát dảnh mỏi dảnh mực luôn. Để này cho tí bột ngọt vô. Thấp thấp này nha, cao quá bay đó. Gió mạnh. Này gió mà giống như bão vậy. Có vậy? Có ớt vô cho nó ngon. Đã quá nha. Này để anh cho tí dầu cào. Có sa tế vô thơm ghê luôn. Chảy nước miếng mà chưa chín. Hết thơm á. Giờ anh em mình ướp cái để đây tí xíu á. Dạ. Cho nó thấm là cái qua mình bắt cái làm cái bếp.
nóng nóng. Đó, bây giờ anh em mình nướng nha. Trời ơi. Ở đây là mon rồi. Đó. Ui. Nóng dữ lắm. Dạ. Sang nhiều. Mấy que nãy cắt bớt. Rồi nhìn đã. Trong bụng đựng tôm chứ. Trong bụng đựng tôm hả? Cho cọng que này lên đây luôn. Cái dĩ đang nóng cái bỏ lên cái thơm á. Đúng rồi. Cái này mình trở qua. Dạ. Cái mình đáy lên. Thơm rồi, hồi mấy ngày nãy nó màu chín ha. Nó dạnh mấy cái đầu lên. Dạ, để anh té cái này lên. Té cái này lên cho nó thơm với nó lên cái màu cái nha. Cái màu vàng á. Dạ. Cái này anh em mình nãy không có cắt ra. Cái này cắt cái khía á. Dạ. Cho nó thấm vô. Anh em không. Để như vậy á, đặng lát cho cô Mon cắn dính cái răng luôn. Bữa nay ăn mất tiêu luôn. Em thấy thịt nó dày lắm anh. Ừ. Ủa, nhìn cái râu nó cầu nên đã không? Ui, cái thau. Cái luôn, nó chảy luôn á. Nóng. Vàng nó thơm ghê. Nhìn đảo không Mon? Dạ. Cái này rất chín rồi. Rồi anh em mình cho lên nha. Đó. Nhìn cái miếng mực muốn táp cái gì đâu á. Đó. Cưng à. Cưng cưng à. Rồi cái này anh em mình dọn lên á. Với có mớ rau nữa anh em mình xếp lên. Lên thưởng thức nha. Đó. Rồi đi thưởng thức rồi. Nó bụng rồi. Mon. Dạ. Chín nè. Cái này anh em mình cũng có sạn lên nè. Được, có chén với ớt á. Với ớt này thì anh em mình đâm cho ớt với muối, đường với bột ngọt cho nó chua chua ngọt ngọt á. Dạ, để giờ em nặng chanh vô. Ủa, tắt chứ. Dưới đây anh em mình có mớ rau sống nè. Xoài, leo, tóc. Ủa, để anh em mình kẹp. Giờ tới đi chợ. Là đi chợ đi lựa miếng nào. Bữa nay gió nó hơi lớn á, coi như cả nhà thông cảm cho mấy anh em mình nha. Em thưởng thức trước nha. Ôi. Ôi nhìn cái miếng thịt anh. Này cả nhà. Ôi, về cui luôn. Dạ. Rồi để em lấy cái miếng nhỏ này em quắn ra. Chảy hết nước miếng rồi. Chảy hết nước miếng. Ôi chén với ớt mà cả nhà. Ui. Xin mời cả nhà nha. Vừa luôn anh. Nhức nách nhức nách. Nó giỡn thách lên có nhức không? Còn miếng nhỏ còn lại nè. Để nè em chấm muối em ăn thử. Mời cả nhà nha. Ôi đảo anh ơi. Chảy nước miếng nữa rồi. Ôi. Ôi thứ gì mà chứ. Cắn vô cái đã rồi đâu á. Mày làm miếng này nữa rồi. Dạ. Miếng này cắt rồi. Thêm cắt tầm. Đứa này ăn với rau á, nó vừa. Chấm gì cái muối ớt này nó tội đã gì đâu. Chấm gì mà chưa gọi. Vô đựng nước anh. Trời ơi, ngon. Cái này hồi nãy mình có đường gừng chín á. Dạ. Cái mình cho đi đường điện. Thịt cũng vậy, nó đã rồi.
nó dày á, nhìn đã ghê. Để em cuốn cho anh miếng rau ha. Giúp thịt ta rọi á. Cái gió thổi anh bay hết. Nè anh, em làm cái rau đó rồi mời cả nhà luôn nha. Cái đầu này ăn giòn. Cái đầu giòn nè. Anh làm thử miếng này chấm với bữa nè, muối với rau sống dừa luôn á. Dạ. Chứ mấy con mà thịt gì vậy á. À, để cắt cho anh miếng rau làm thử. Đó. À. Món ăn đi món. Dạ. Cái đậu vô. Làm nó xoài. Cắn vô cái nước miếng ngừng chảy luôn. Chua lắm. Ngon không? Dạ. Mấy cái đầu này có gân gì đó. Giòn. Mấy cái mực nó vàng hết luôn. Dạ. Giòn đã rồi. Nè anh cho thấy dưa nè. Mình ngựa trái luôn. Cái bớt gió rồi mình vô ăn chung luôn. Cái gió cái máy quay á nó rung 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 cái nó bị giật giật cái tiếng nó kêu rè 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 á. Kèm rau nhiều vô đây nè. Này thiếu rồi. Hàng mực nhỏ quá. Để lát xuống kênh em bắt tiếp. Cái muối ớt này á nãy mình có cho đường vô thêm á, nó có vị chua chua ngọt ngọt á, chấm ngon. Chúng ngon anh. Ừ. Mình tắm về luôn. Tắm về cho ạ. Có mấy đầu chua vô đây hả? Ăn ngon. Gì mới ra rồi. Có đủ cái gì thơm. Cái này là mực Bắc Kinh của Kumon nha. Chua thiệt chứ. Ăn hái rồi. Cũng ngon á.
vô. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Còn đi cả nhà. Nhớ like chia sẻ cả nhà.